Em muốn đi Úc. Đức. À Đức. Vừa học vừa làm thì đó là cái mà mọi người hay coi trên mạng, đó là du học kép đó, đúng không? Đấy. Hoặc là du học nghề. Đấy. Con muốn về tiếng Anh ẩm thực đấy ạ. Ẩm thực nấu ăn đúng không? À, ok. Nhưng mà con thấy bên Đức ấy, ẩm thực nó chưa phát triển và nó chỉ có hai loại điển hình là bia và xúc xích. Chứ không lấy họ ăn xúc xích, uống bia cả ngày em. Không, nhưng mà nó chỉ là cái đặc sản thôi. Còn nếu như mà muốn mang nó về Việt Nam thì cũng khó. Bởi vì ở Việt Nam... Tức là em muốn quay về Việt Nam à? Cũng khoảng đến 30% là về. Thực ra cái ẩm thực của Đức á, thì đó là nó giống kiểu châu Âu nói chung. Ăn bánh mì, ăn xúc xích, ăn khoai tây. Nó na ná nhau thôi. Và có thể là có một số nước thì nó có thêm một số món đặc trưng. Ví dụ như qua Đức thì có những cái món bên chân giò heo rồi bò, nó cục to này, một mình thay là ăn không hết, nó to khủng khiếp. Đồ ăn của Đức thì thực ra thầy nói thật là cũng không ngon đối với thầy, còn lại các bạn khác thì thầy cũng biết. Bánh mì rất phổ biến, nó có hơn 3.000 loại bánh mì lận. Thì ví dụ như cái của em á, em hướng á, em học cái đó rồi sau này em làm bếp tây. Còn em muốn mà ví dụ như em về Hà Nội đi, em mở bếp tây á, thầy nói thật là nó sẽ khó hơn là mở bếp Việt. Vì sao? Tây nó qua đây không lý đi ăn xúc xích, đúng không? Có thể nó ăn tuần ăn một hai lần để cho đỡ nhớ thôi, chứ còn là chính nó vẫn muốn thưởng thức cái đồ ẩm thực của cái nước mà nó đi du lịch. Đấy. Em cao mét mấy? Em 1m73. Em mở khẩu trang thầy coi được. À, ngại gì đâu. Ở bên đấy thì cái phần nguyên liệu cho việc học nấu ăn thì nó có cao không ạ? Không, nó nằm trong chương trình nha, em có đâu có tốn gì đâu mà em lo. Tức là mình thoải mái được thử sức với những không, thì tất nhiên nó cho một cái giới hạn nào đó mà trong cái chương trình học, ví dụ như nó cho thử thì thử bao nhiêu thôi. Đấy. Tất nhiên thì con không đóng tiền là được rồi. Đấy. Thế nếu như mà con cũng muốn ở bên Đức hẳn, nhưng mà ý là nó kiểu như là 70-30 ấy, thì con có dự định là mở nhà hàng gì đấy. Nghe nó hơi... Em đi với ai? Em đi với mẹ. À, chào. À... Em muốn mở nhà hàng bên đó thì em phải chờ sau này em có quốc tịch đã. Dạ vâng. À, và thầy nghĩ là em sinh năm 2K5 đúng không? Em 2K6. À 2K6. Thực sự đối với em nhanh nhất là 10 năm. Cũng được. Và cái lời khuyên của thầy, để mà nếu mà em có cái hướng mà làm chủ như vậy á, thầy khuyên em như thế này, đây là cái cách mà em phải nhớ để mà sau này em sẽ có một cái bước đi vững chãi hơn. Đầu tiên, trước mắt là phải học tiếng này. Thứ hai, qua Đức thì lấy cái bằng của Đức đã. Cái thứ ba là lấy quốc tịch Đức đã. Và trong cái quá trình con đi làm á, thì sẽ có những cái hàng năm mình sẽ có ngày phép. Và thầy khuyên chân thành là không nên về Việt Nam. Không nên về Việt Nam để thử bún bò Huế. Hoặc là về Nghệ An ăn cháo lươn thì không nên. Cái mà em nên á, là em sẽ đi khắp châu Âu. Và khi mà đi á, thì em sẽ phải lưu trữ. Lưu trữ ở đây em lưu trên đám mây á. Và em lưu thì dưới ba hình thức. Thứ nhất là viết, đánh máy. Thứ hai, chụp hình. Thứ ba, quay video. Và em có thể tạo ra những cái folder ha. Ví dụ như ẩm thực Ý, ẩm thực Pháp, ẩm thực Đức, ẩm thực Thái, ẩm thực Trung Quốc. Em cứ gom cho thầy. Cứ em đi đâu em cứ gom. Em phân loại được mà, em ăn cái đồ đó thì em phân loại được mà. Rồi em khi mà em chụp á, thì thường em sẽ khó nhớ hơn. Em nên quay lại, em nói vô. Hoặc là ví dụ như em quay cái món này, à, nguyên liệu là ABC này đó. 5 năm sau em coi lại. Là lúc đó em sẽ vẽ ra được cái mô hình riêng của em. Thường á, các nước phương Tây hiện nay nó đang có một cái xu hướng đó là ẩm thực nó gọi là fusion. Fusion có nghĩa là nó sẽ tập hợp cái văn hóa ẩm thực của các nước. Ví dụ như là bánh mì, nhân bánh mì nhưng mà là cái vỏ là bánh bao. Hoặc là cái món thịt đó là kiểu steak nhưng mà là nước sốt là kiểu Việt Nam. Kiểu vậy, tức là nó sẽ là sự pha trộn của ẩm thực. Thì cái đó con phải có rất nhiều cái trải nghiệm. Rồi sau khi mà con tích lũy đủ rồi và con đủ cái pháp nhân là con có quốc tịch Đức rồi, thì lúc đó mình mới nên mở. Thì có thể mình vốn chưa nhiều thì mình mở từ cái xe trước đi. Đấy.
bản thân ví dụ như cậu thầy cũng mở mấy cái xe rồi có nhà hàng, đầu tiên là mở cái xe thu nhập tốt lắm á, tháng cũng mấy chục nghìn đấy, đùa. Mấy cái xe mà em coi trên TV á, người ta mấy cái xe tải mà mở cái nắp ra đó. Đâu em có thể bán ở các cái khu công cộng được mà, em xin giấy phép thôi. Đúng rồi, miễn xin giấy phép được là được. Nhưng mà phải trải nghiệm. Ví dụ như là trong quá trình mình học á, sau khi mà mình ổn định hết, mình xin ông chủ á, cho đi làm thêm, mình nên xin nha. Đấy, rồi mình xin vô mấy cái xe giống như thầy nói đó, có thể xin vô cái xe Việt Nam, xin vô cái xe Thái, xin vô cái xe Thổ Nhĩ Kỳ. Tức là phải trải nghiệm rất nhiều và phải trải nghiệm, phải lưu trữ, trải nghiệm phải lưu trữ, nhớ lời của thầy. Đấy. Rồi khi mà em đi làm cho người ta thì cái tư duy của em là em giống như em làm cho em vậy đó. Cái người làm chủ á, là cái người họ đi làm thuê nhưng mà cái tâm thế của họ như đi làm chủ vậy đó. Thì sau này họ mới làm chủ được. Nó có một cái, không phải đúng 100% nhưng mà nó có một cái nguyên lý như thế này. Là ví dụ như khi em đi làm thuê cho người ta mà em làm như thế nào, sau này nhân viên em làm y chang em luôn. Ví dụ như lúc đó mình đi làm mình kiểu đối phó rồi tính toán người ta, là sau này nhân viên em đúng y chang em. Đó là một cái thực ra cái này lấy kinh nghiệm của thầy thôi. Đấy. Thì đầu tiên thì phải giải quyết được cái tiếng Đức đã. Đấy. Em là ở đâu? Em ở Hà Nam. Đó thì tinh thần vậy ha. Thế sang bên đấy bao lâu thì ổn định rồi? Em biết là tùy mỗi người nhưng mà tối thiểu là bao nhiêu lâu thì... 6 tháng tới 1 năm. Ổn định ở đây có nghĩa là em có thể xử lý được cái việc làm và việc học. Và cái vấn đề tiếng nữa. Sau 1 năm trở lên là bắt đầu nó vô nguồn á. Nhưng mà trong 1 năm đầu tiên nó sẽ rất là loay hoay đấy. Thực ra cái việc đi làm thêm á, là qua là đi làm được liền. Nhưng vấn đề thầy nghĩ là không có nên. Bởi vì sao? 4 tháng đầu tiên nó rất là khó khăn đấy. Mình, họ thử thách mình mà. Và sau này đi làm thêm với xin chủ nữa. Và khi mà họ thấy mình chưa ổn, họ không cho đi đâu. Bởi vì họ đã trả lương cho em mà tự nhiên em đi làm thêm chỗ khác, là tới chỗ làm của họ đi ngủ rồi sao được. Hoặc là lơ mơ làng màng, làm không đạt yêu cầu sao họ cho đi được. Và cũng phải biết cách nói, ví dụ như là em cũng muốn đi làm thêm để em có thêm kỹ năng tiếng, có thêm kỹ năng xã hội, rồi biết làm thao tác nó nhanh hơn để về làm cho chỗ mình nhanh hơn. Cái kiểu, tức là kiểu gì kiểu cái kết của em vẫn phải là có lợi cho họ thì họ mới cho. Đấy. Và bản thân em thì em cũng nói là em muốn học hỏi thôi. Đấy. Chứ còn bản thân cái lương hoặc là em đi bên nhà hàng thì nó có một cái lợi thế là thường là em cũng không phải lo cái phần ăn uống. Em đi làm là em ăn thoải mái mà. Còn lại thì mình lâu lâu mình nấu các cái món ăn Việt Nam mình để dành ăn. Chứ còn làm cho bếp Tây thì chủ yếu là cứ mì Ý, rồi bánh mì, khoai tây, đỉnh tới thôi. Rồi. Thế thầy ơi, thầy cho chị hỏi. Ví dụ như là học ở trung tâm thầy, và bây giờ là gia đình học ở bên Hà Nội, ngoài Hà Nội này, thì thầy có một cái ở ngoài này. Thế thì trong một cái gói mà thầy đã ra quy định như thế, thế như kiểu là học sinh và học sinh phải đóng thêm một cái gì nữa không? Không, thực ra trong cái hợp đồng em sẽ ghi rất là rõ và cái chi phí nó sẽ dành cho những cái việc gì. Chẳng hạn như khi mà em tới trung tâm á, thì những cái vấn đề liên quan tới trung tâm thì ví dụ sách xiếc thì sẽ không có thu. Chẳng hạn như có những cái hoạt động ngoại khóa này rồi đồng phục thì cái đó tụi em phải tự xử lý. Hoặc là cái ăn ở là phải tự xử lý. Đấy, còn cái ví dụ như tiền thi tiếng Đức thì tụi em phải tự xử lý. Đấy, còn... Ví dụ như là cái gói của mình là 239 triệu chẳng hạn, gia đình chọn cái gói đấy. Thì ví dụ như học tiếng Đức, các cháu mà muốn học ở Hà Nội cho nó gần thì là mình vẫn là cái gói 239 triệu hay là mình phải đóng thêm một cái khoản tiền là... Không, vẫn là như vậy, vẫn như vậy. Không, cái đó thì đợt trước là bởi vì lúc đó cái trung tâm đó họ yêu cầu là hỗ trợ nhiều hơn. Bởi vì bên đó họ chỉ hỗ trợ tới ví dụ như là học cái phần học xong thôi. Còn bởi vì tụi em á, là thương lượng để cho đảm bảo đầu ra luôn. À, nên là nó phát sinh cái khúc đó. Chứ bây giờ thì họ không cần nữa. À, đúng rồi. Nên là họ vẫn... Gia đình bọn em là có 4 cháu lên đây. Cũng muốn hỏi rõ về cái vấn đề đấy. Như thứ hai là trong quá trình học thì là cái thời gian các cháu học thì có được trải nghiệm là phỏng vấn với các doanh nghiệp Đức không? Không, cái đó phải khúc sau cơ. Khúc sau. Ví dụ như là ra A2 rồi thì là có được... Chưa A2 đâu đi được chị. À quên, A2
A1 trước, A1 thì là có được trải nghiệm là phỏng vấn với các bên? Chưa, phải B1. Ít nhất phải đậu được 1-2 kỹ năng. Các cháu là phải học ra B1 rồi thì mới bắt đầu được. Đúng rồi, mới quá trình đậu, bởi vì cái bản chất của phỏng vấn nó cũng giống như chị đi xin việc thôi. Họ cũng sẽ hỏi những cái câu giống như đi xin việc. Và cái năng lực ngôn ngữ của bạn nên tốt. Và nếu mà cháu mà chọn cái gói mà 239 triệu đúng không ạ? Thì là các cháu đã có được 2 lần là chọn hợp đồng đúng không ạ? Đúng vậy. 2 lần là chọn để đổi hợp đồng. Còn lại chi phí là... Ý là đổi Việt Nam nha chị, không phải đổi bên Đức nha. Vâng, dạ. Có nghĩa là đổi. Thế còn là chi phí 239 triệu là đã bao gồm các tổ đúng không ạ? Có học tiếng này, có giấy tờ, hồ sơ, có vé máy bay rồi luôn rồi. Tất còn cả. Là ăn ở ký túc xá là mình chỉ có tiền định kỳ hàng tháng. Dạ, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Cháu như chị thì nó đang học A1, vừa thi A1 thôi. Dạ. Nhưng bây giờ mới biết thầy ở trên mạng đấy thì hôm nay chị cũng ra hỏi là cũng như là cái hồ sơ để nộp đi sang Đức thì là có cần phải một cái nghề nào viết ở đấy thì mới đi được không? Hay là cứ không học tiếng B, học tiếng thì không cần. À, cứ học tiếng được là không cần. B1 là được. Là được. À, rồi sau đó mình mới phỏng vấn với doanh nghiệp Đức thì lúc đó mình mới theo cái đơn. Chứ còn trước đó mình đâu cần ghi cái gì đâu. À, thì dạ. Cứ lộp đơn thì là ví dụ phỏng vấn lúc nào là có đơn lúc đấy à thầy? Thì phỏng vấn đậu. Đơn thì ví dụ như có sẵn rồi, bây giờ mới phỏng vấn mới đậu mới đi được, mới làm visa được. Dạ. Thì lúc nào mình biết là có đơn để mà mình lộp thì mình đi à thầy? Không, bên em lúc nào chắc có đơn. À, lúc nào có đơn. Dạ. À? Tại vì cháu nhà chị là đang trước ở bên Nhật 4 năm rưỡi. Bây giờ về thì là muốn sang Đức vì là cũng có 1-2 người quen ở bên đấy. Mà tính chất đi là đi định cư ở hẳn chứ không về Việt Nam nữa. Đấy, tính chất là như thế. Thì đang ra giờ muốn là cháu đang học A1, học ở chỗ trung tâm đào tạo Chabi. Đấy, thì cũng có người quen ở bên giới thiệu. Không, thực ra học thì chỉ cứ cho cháu học đi, đừng có nhảy lung tung. Đấy. Không, vẫn là cháu vẫn đang học. Dạ. Đang hỏi thầy là giờ là hồ sơ của cháu đi thì là có cần phải có cái nghề gì rõ ràng viết trong hồ sơ thì mới lộp đi được không hay là... Không cần. À, không, cứ chỉ cứ lo tiếng đã, rồi sau đó ví dụ như là bên đó họ lo được thì để họ lo đi. À không, đây là mình cứ nhìn là họ giới thiệu đi học thôi chứ họ không mà họ lo. À, là tức là học chưa để học như cái lớp trung tâm ngoại ngữ ấy thôi ạ. À, cái hợp đồng là riêng. Vâng, còn chưa nói đến đi, chỉ nói cứ học, cứ học đã. À, ok. Đấy. Thì mới hỏi thầy là giờ ví dụ cháu có được cái B1 rồi, chẳng hạn được B1 rồi mà cháu muốn quay sang thầy để thầy lo cái thủ tục đi. Thì được. Dạ. Đấy, thì nhưng mà em nói trước là hiện nay nó có hai bằng phổ biến, đó là TEC và bên GoTHER. Thì bên em sẽ ưu tiên bên GoTHER hơn. Còn bằng TEC nó sẽ có rủi ro là có thể bên Đức họ từ chối. Đấy, còn GoTHER thì chắc chắn hơn rất là nhiều. Nên là khi mà học đào tạo tiếng thì chị phải hỏi kỹ. Đấy. Vậy là có hai cái một bằng và một cái như nói là hai cái bên, một bên thì là thầy không thể đảm bảo được, có cái rủi ro. Đúng rồi. Còn như thầy đảm bảo là bên nào ạ thầy? Bên GoTHER. Okay. Tức là mấy bạn tiếng Đức là bạn biết hết rồi. Và bên kia thì nó có cái rủi ro, tất nhiên thì vẫn cố gắng làm nhưng mà nó sẽ có cái xác suất. Dạ. Lúc đấy chị hồ dưới kia nghe thầy nói là ví dụ đi Canada một gói một lần đóng thôi, như đóng một lần tiền thôi đúng không thầy, không cần phải chứng minh tài chính, không cần gì nữa thì đổ bao nhiêu tiền hả thầy? Khoảng 700, nhưng mà đó là năm đầu tiên, thì năm tiếp theo là cô phải tiếp tục đóng cái tiền học phí cho cháu. À không, lúc đấy thầy nói là cái trường hợp đi Canada ấy. Đúng rồi. Thì thầy bảo chỉ đóng một lần tiền thôi, không cần phải chứng minh cái gì. Đúng rồi, đúng rồi. Canada không cần chứng minh tài chính nhưng với điều kiện là phải có IELTS trên 6 chấm. À, tiếng Anh. Tiếng Anh. À, thì giờ lại quay sang tiếng Anh thì không học được. Cháu đã học tiếng Đức rồi, tôi cứ quyết tâm sang Đức vậy. Dạ, à, dạ. Thì cháu học được bao lâu rồi chị? Cháu học mà thi vừa thi A1, thì đỗ A1 rồi ạ. À, okay. Vậy thì chắc cũng phải 7-8 tháng nữa. Tại vì trong hợp đồng để vào học thì là 2 tháng rưỡi một khóa. Thì đó, thì 5 tháng rồi chưa kể là thi. 7 tháng rưỡi, 2 tháng rưỡi thi một lần. Đấy thì là đấy, trong một đồng học như thế. Còn nếu bạn nào mà trượt, không đỗ được A1 thì lại quay lại đóng tiếp như từ đầu để học lại A1. Okay. Trong hợp thế. Thế thì thôi cố gắng như thầy nói, về cũng phải làm bài rồi cố lực học, chứ không thì lại quay lại từ đầu thì cũng lại mất lại một lần tiền đóng. Đấy, 10.500.000 là một kỳ học, một khóa. Nếu mà ví dụ không thi được A1 thì lại quay ngược lại học với các bạn mới vào, lại đóng lại từ đầu. Thứ nhất vẫn 10 triệu đồng nhưng mất thời gian, có thật là mất thời gian. Thì đó là cái cách các trung tâm có cách làm như vậy, tức là em mà thi rớt là em phải học lại, em đóng tiền lại. Đúng rồi. Đấy, còn bên em là em chỉ làm một cục thôi, thấy phù hợp thì đi, không phù hợp thì thôi. Đây là 32 triệu.
và 5 triệu tiền thi, tất cả gói gọn khoảng 40 triệu. 3 kỳ, nếu mà học trượt kỳ nào lại quay lại đóng lại từ đầu, 10 triệu 500 một kỳ. Đấy là thôi tự mình phải phấn đấu vì là tiền mẹ mất, mà tôi mất tiền thì không đáng bao nhiêu, nhưng mà lại mất thời gian, lại phải đủ 2 tháng rưỡi mới có một lần thi để... Đó, cái đó thì nó mất thời gian nhiều đấy. Mất thời gian. Thực ra cái thời gian nó quan trọng hơn là tiền. Thì nói là trong một năm là phải đạt được chỉ tiêu, nhưng nếu mà học cứ dài ra thì lại phải sang năm thứ hai thì sẽ làm. Thế thì thầy như thầy nói là định cư thì là cũng chỉ có 4 yếu tố. Thứ nhất là công ăn việc làm. Thứ hai là nộp bảo hiểm các thứ. Bảo hiểm thuế thiết. Thuế, thứ ba là tiếng. Và thứ tư là không có một cái vết gì vi phạm. Đấy thì là sẽ được định cư từ 3 năm 5 năm. Thế sau khi đi làm. Thế ví dụ như là thầy ơi, ví dụ như là thầy đăng ký như là ví dụ như sang học dược, học vừa rồi như làm là chăm sóc điều dưỡng ấy, nhưng sang bỏ điều dưỡng mà làm nghề khác có được không ạ? Theo luật là được. Nhưng mà theo thường thì họ sẽ không thích những cái bạn mà cứ nhảy tới nhảy lui như vậy. Bởi vì mình ký hợp đồng Minh Đức là cái doanh nghiệp đó ký với cháu, rồi họ bảo lãnh mình qua. Rồi tự nhiên họ đào tạo, họ lo đã, rồi cuối cùng mình đi nhảy chỗ khác làm thì nếu mà tâm lý mình sẽ không thích như vậy. Tại tưởng muốn là đi để con đường nó dễ nhất đã, xong rồi sang rồi mới lại nhảy ra cái nghề không, khác. Không, đó là cái kiểu khác, đó là kiểu Canada, Úc, New Zealand, mấy cái nước khác. Đức thì hơi khác. Ở nhà thì cháu nó đang, thứ nhất cháu bên Nhật, cháu có cái nghề biết tiếng Nhật rồi. Bây giờ đang học thêm cái cuốn sushi. Đấy. Vậy thì bà nó đi bếp đi. Đấy, sang đấy là làm bếp. Đấy, có thể làm cho các hàng Nhật. Vì cháu cũng biết tiếng Nhật. Không, đi Đức thì làm cho các cái nhà hàng Tây. Còn sushi thì nó là làm thêm. Là làm thêm. Thì rồi cứ cháu nó cứ học xong thì là sẽ liên hệ ông thầy chị có sự. Dạ, ok chị. Dạ. Rồi để hỗ trợ ba bạn này ha. À, em sao? Em giờ thì em đang học tiếng Đức. Em học xong B1 rồi. Thì tháng 9 này em đang có kỳ thi giảng tách. Em đã nghe Hàn đúng không? Nãy giờ nghe tách một mớ rồi đó, thấy chưa? Trước em gọi thầy. Rồi thầy nhớ rồi. Thì em mới hỏi là cái lộ trình nếu mà em thi xong chứng chỉ thì có bằng tách gì? Thì khả năng ra hợp đồng bao nhiêu cho em đi điều dưỡng? Thực ra cái này thì thầy cũng chia sẻ thật lòng là 50-50 đấy. Em chấp nhận rủi ro thì làm thôi, còn không thì em phải thi qua thật. Trước thì em cũng nói chuyện qua với một bà người Đức, thì bà ấy mới bảo là khả năng tiếng Đức cũng tốt, kiểu về phát âm với cả là ngữ pháp chắc. Thì em cũng đang phân vân là có nên đi điều dưỡng hay không. Nếu mà em thân tâm em chọn ngành nào thì không sao cả. Nhưng mà điều dưỡng thì tiếng Đức em phải đẩy tiếp cao lên. Đấy. Chắc chắn là phải học B2. Còn đối với em á thì tại sao thầy nói cái chủ tách đây á, bởi vì thực ra nó chỉ mới phát sinh khoảng 1-2 tháng gần đây thôi, là có một số trung tâm là nó bị rút giấy phép là bởi vì gian lận. Gian lận nghĩa là sao, tức là cứ gom lại một đống nó bắt đầu cho chơi, rồi bắt đầu 2 tuần trước khi thi là cho thật lòng ấy. Rồi bắt đầu đi thi, rồi thi cũng đậu. Nhưng vấn đề đến lúc mà phỏng vấn thì nó lại lòi ra là ông này đấy biết gì. Đấy, qua Đức rồi cũng không có học được, không làm được. Thì rần rần là mất uy tín cái bằng đấy. Nên là doanh nghiệp họ cũng sợ, họ cũng thận trọng lại. Đấy. Thì nó sẽ bị hạn chế, em hiểu không? Còn thực ra cái yếu tố chính nó phụ thuộc là cái chỗ lúc phỏng vấn ấy, em xử lý được. Đấy, và bởi vì bên Đức nó có cái danh sách là những cái trung tâm nào hoặc là những cái nơi nào cấp bằng tích mà nó có vấn đề là họ sẽ loại ra ngay. Thì nếu còn nếu mà bản thân em thấy em học đàng hoàng, học bao lâu rồi? Em học 8. Đấy. Thì nếu mà kiểu mình học đàng hoàng từ trước tới giờ thì mình vẫn có cái niềm tin là năng lực của mình. Và bởi vì thực ra cái ngôn ngữ tiếng Đức là nó chung, còn tích hay là go thờ chỉ là cách thức thi thôi. Cái format của bài thi nó khác nhau một tí, chứ còn bản chất nó vẫn là thi tiếng Đức chứ nó không phải thi tiếng khác. Đấy. Cái form là cái cấu trúc đề nó khác nhau. Thì cấu trúc đề khác nhưng mà nó vẫn là tiếng Đức. Thì cũng giống như em thi TOEIC hay là IELTS thì nó cũng khác bên thi B1, B2. Đấy, thì cái đó là cái cấu trúc đề và cách thức nó ra đề khác nhau thôi. Còn lại nó cũng kiểm tra, cái chính ở đây nó kiểm tra về năng lực ngôn ngữ tiếng Đức. Thì nó chung mục đích. Đấy, nhưng mà cái cách kiểm tra nó khác nhau, cách chấm điểm khác nhau. Mấy cả là, thầy cho em hỏi là cái lộ trình sau khi mà mình có hợp đồng ấy, thì lộ trình mình từ lúc mình có hợp đồng đến khi mình bay thì là tầm bao nhiêu tháng? Thực ra cái khúc mà có hợp đồng tới bay ấy, thì thường nó sẽ dao động, bởi vì nó sẽ có một cái tình huống như thế này. Khi con đậu hợp đồng đúng không thì phải chờ cái hợp đồng bên Đức gửi về, rồi bắt đầu lấy cái đó đi làm visa. Đấy, làm visa thì thường là chờ khoảng nhanh ấy, thì mấy tuần, còn không ấy, thì trên tháng cũng có.
Rồi sau khi mà xong cái đó rồi á, thì bắt đầu nó qua cái giai đoạn tiếp theo là sắp xếp lịch bay. Thì tại sao phải sắp xếp? Là bởi vì á, bên thầy phải sắp xếp thứ nhất là chỗ ở cho em, thứ hai là sắp xếp cái việc đón em, là phải sắp xếp. Chứ không phải là đậu visa xong hứng mai bay là không có ai đón đâu nha. Nên gọi là sắp xếp lịch bay là để cho con qua đó là có người đón này, đưa em tới chỗ ăn học đàng hoàng này. Đấy, rồi còn liên quan tới thủ tục nhập học nữa. Nguyện vọng của em là về Berlin thì khả năng về Berlin có cao, thì em có chị là ở bên Đức 16 năm. Không, thực ra bên thầy thì chủ yếu là đi bên bờ đông thì Berlin là nhiều, còn lại là bờ tây nhiều hơn, bên Munich rồi bên Stuttgart rồi Hamburg thì bên đó là nhiều. Thì nên là thôi trước mắt là cứ thi đi ha. Đấy, còn con muốn đi cái đơn đó thì cứ con phải chấp nhận rủi ro, còn không thì con đăng ký thi qua thờ cho chắc. Gớt vì kiểu là gớt cái rủi ro nó cũng cao ấy, thi lẻ với cả thi lộn. Không, thực ra nó cũng có một số bạn á, là bạn đi kiểu này nè, là bởi vì con chưa thi qua thờ bao giờ, gớt bao giờ thì con bay qua nước khác, con thi luôn 4 kỹ năng một ngày. Đấy, bay qua Thái Lan, bay qua Malaysia, bay qua Indo, thi một ngày luôn. Gớt thì kiểu là nếu mà thi lẻ, thứ nhất là nó khó đăng ký kỹ năng, nên là không biết bao giờ thì ghép được một cái bằng hoàn chỉnh. Thì không, cái đó thì bởi vì chấp nhận thôi, cái đó là cái thị trường nó đang bị như vậy, chứ không phải là. Còn các trung tâm thì ai chả mong muốn tụi em thi cho nó nhanh, đăng ký cho thi được liền. Đấy. Đó thì cái phần nghe với phần đọc thì là phần đọc với phần viết thì nó dễ, cái phần nghe thì nó khó. Thì phải chấp nhận thôi. Thôi trước mắt em cứ xử lý cái đó trước đã, rồi sau đó thì qua cái kia ha. Em cũng học lên một đường 8 tháng rồi, này em cũng kỳ thi. À, giống bà này luôn. Bằng thép với cả bằng ECL thì bên thầy cũng làm. Chỉ có, thực ra nó như thế này này, TEC là một cái bằng tư nhân, bên Gotha là bên nhà nước. Thì bên tư nhân thì cái người chấm nó không thể chất lượng bằng bên nhà nước được, nên nó có cái rủi ro. Và vừa rồi tại sao các cái trung tâm có thể tự tổ chức thi được, còn trong khi bên GET là bắt buộc phải tới cái viện của nó thi, thì nó kiểm soát tốt hơn cái việc là chất lượng. Còn với tư nhân ai biết được, nó chép bài rồi cái hệ thống, tất nhiên thì trước đó họ cũng sẽ giám sát ABC, nhưng mà cái việc danh lệnh là có. Nên là cái chất lượng đầu ra về mặt ngôn ngữ là yếu hơn. Ví dụ như trước đây bên thầy vẫn hỗ trợ một số bạn bên TEC, nhưng mà vô đó là bên thầy phải đào tạo lại khoảng một tháng, đào tạo tiếng để cho phỏng vấn. Chứ còn nếu mà cũng B1 bên TEC và B1 bên Gotha thì bên Gotha nhỉnh hơn về mặt năng lực tiếng. Đó, cái đó thầy nói trước. Tất cả em cũng đang phân vân giữa đi cosmetic với cả nhà khách sạn. À, bên cosmetic thì xác suất là phải trả tiền nha. Thì thường một tháng khoảng trung bình khoảng 10 mấy triệu. Còn cứ tính theo năm đi, nói chung là một năm khoảng hơn 100 triệu. Nó cũng tùy cái đơn đó. Đúng rồi, đúng rồi. Làm học cái bên làm đẹp, làm tóc nè, làm da, làm móng. Tại vì em mới gãy tay được 1 tháng, em sợ cái nhà khách sạn tay em yếu, không làm được. Và chiều cao thì không đủ làm lễ tân. Em cao bên mấy? Số 2 được mà, thực ra hay là em làm bên bán hàng đi. Hoặc là bên làm đẹp thì em phải sách, em phải... Tất nhiên em muốn thì để thầy kiếm cho em những cái hợp đồng mà có thể là đỡ phí hoặc là có thể là không mất phí. Vâng. Nhưng mà nó em sẽ ít. Em xem xét bán hàng với cả mình bánh, nhưng mà em sợ tay cũng không nhà một cái các thứ được. Còn em muốn kiểu ổn định, nếu mà trường hợp em về Việt Nam ấy ạ, thì em cũng phải có cái đủ em làm. Thì có thể là học bên là làm đẹp. Thì trước mắt em cứ xử lý phần tiếng đã. Rồi ví dụ như là em có nguyện vọng tìm cái đơn bên đó, thì thực ra cái ngành bên cosmetic, ngành làm đẹp thì nó không có phổ biến giống như là các cái ngành khác. Đấy, và bởi vì nó có một cái lý do, đó là đa phần là học sẽ mất tiền, nên là phụ huynh thì không muốn như vậy. Đấy. Tất nhiên thì cái nghề đó cũng ổn lắm á, vì nghề làm đẹp lương cũng cao, thu nhập mà giá trị gia tăng nó lớn hơn. Thì do cái ví dụ như khách thôi, ví dụ như con ngày 5 khách nó khác ngày 10 khách chứ.
không, nó tùy tùy tiệm. Có những tiệm họ sẽ trả cho con theo kiểu lương tháng cộng thưởng, hoặc là có những tiệm họ trả theo khách luôn. Ví dụ như khách vô 50-50, ví dụ như thu được 100, em 50, chủ 50. Nó tùy cái tiệm, nó có cách tính khác nhau. Đấy. Không nhiều, ít hơn. Bởi vì sao? Những cái mấy cái tiệm nail hoặc là mấy cái tiệm làm đẹp là đa số là nhỏ lẻ. À, thì nhỏ lẻ rất khó có thể chứng minh được với bên chính phủ Đức là có năng lực có thể lo cho em chỗ học này, trả lương hàng tháng cho em này, và đảm bảo là em chỉ làm 40 tiếng một tuần này. Và đa số bên làm đẹp là người ta làm nhiều thời gian lắm. Bởi vì người ta làm để có thu nhập cao hơn thì họ phải làm, thay vì làm 8 tiếng thì họ làm 10 tiếng hoặc là 12 tiếng. Cái đơn này thực ra nó không có nhiều. Hiện tại thì thầy có, nhưng mà vấn đề của em là 3-4 tháng nữa mà. Thì lúc đó nếu mà em muốn đi thì em cứ nhắn và thầy sẽ kiếm, nếu mà có thì sẽ chuyển cho em. Em sao? Em chào thầy, em 202. Em muốn hỏi thầy là giờ đăng ký học mà em có hình xăm có sao? Sao đâu? Không có sao. Xăm ở chỗ nào? Em xăm lên tay rồi. Không sao, đâu có ai cấm cái việc này. Cảnh sát người ta còn xăm được, bình thường mà. Rồi ok. Nhà 202 vẫn đăng ký được. Có bằng cấp 3 chưa? Em vừa học xong cao đẳng xong. Em muốn theo ngành ô tô luôn. Nhưng mà em có bằng cấp 3 đúng không? Vâng, có. Không, bởi vì thực ra có những bạn học cao đẳng là các bạn chỉ có bằng cấp 2 thôi. Em có bằng cấp 3 đúng không? Là có, ý là em có muốn đi tiếp ô tô? Em thì phải học tiếp 3 năm nữa. Em là ở đâu? Em ở Quảng Bình. À, Quảng Bình. Quảng Bình thì muốn học ở đây hay là vô Nam? Em thực ra thì chỗ nào cũng được, em muốn học ngoài này. Đang có nhà. À. Ừ thì học ngoài này cũng được. Thì cứ lúc mà em nhắn rõ là học ngoài này thì để bên thầy biết mà hỗ trợ. Giờ mình về nhắn tin Zalo là đăng ký học thứ. Đăng ký rồi làm hợp đồng, rồi bắt đầu là em có muốn ở không ở ký túc xá đúng không? Không. Rồi sau đó thì mình làm hợp đồng xong đó, rồi khi mà khai giảng lớp thì bên thầy thông báo để em tới học. Mọi thông tin liên hệ qua Zalo. Đúng rồi. À rồi chào em. Ừ. Em là 2K mấy? 2K4. À 2K4 rồi. Hai cái ngành này thì nó có một cái sự khác biệt rất là lớn. Ngoài những cái điểm chung là về mặt học 3 năm này, B2 này, thì cái sự khác biệt ở đây đó là về giờ giấc làm việc. Bên nha khoa khỏe hơn, làm giờ hành chính. Còn điều dưỡng thì chạy lung tung cả lên. Đấy. Rồi về cái thu nhập á, thì thường cái bên điều dưỡng nó nhỉnh hơn một tí. Nhưng mà nha khoa nó đổi lại là em là giờ giấc em lại sướng hơn. Đấy. Sáng giờ 9 giờ làm, 5 giờ về, 9, 6 giờ về. Tuần 40 tiếng, đấy, có 2 ngày nghỉ. Điều dưỡng cao hơn. Nhưng mà tất nhiên nha khoa đi ấy, là em đi là em đã có đơn rồi, là em đã có việc sẵn rồi. Em muốn chắc chắn thì em cứ làm tiếp cho họ. Vậy thôi. Thì như thầy nói đó, em muốn chắc chắn đó, thì em làm cho tốt ở cái chỗ mà em làm đó, là em gia hạn ở chỗ đó luôn là nó chắc chắn nhất. Bởi vì họ đã biết em rồi. Họ đào tạo ra em mà, thì họ sẽ có thiên hướng là chọn em. Còn em muốn thích chỗ khác thì nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là em sẽ, ví dụ như nha khoa thì có thể nó có nhiều chi nhánh, em hiểu không? Em có thể xin qua chi nhánh khác nhưng mà cũng thuộc cái công ty đó. Hoặc là em có thể ra ngoài hẳn luôn. Bởi vì em vẫn có cái visa để tìm việc làm mà. Đấy, thì em có cái visa đó 1 năm, 2 năm đấy, 1 năm rưỡi đấy. Thì lúc đó em tha hồ mà em chọn. Còn cái học tiếng, hai ngành này rất khó, là phải tới B2 lận. À, nhưng em sợ máu không? Cao mét... Hả? Mét 5 điều dưỡng hơi khó nha. Nếu mét 5 thì có lẽ nha khoa nó hợp hơn. Và con phải chấp nhận một cái xác suất là lỡ mà phỏng vấn nha khoa không được, ấy, thì con phải chọn ngành khác. Ấy. Thường cái thể trạng của con thì có thể chọn, thứ nhất là ngoại hình cũng xinh xắn, rồi cũng ăn nói cũng lưu loát, thì có thể chọn
cái ngành mà đòi hỏi kỹ năng nói. Đấy. Thì bên phục vụ hay là bên bán hàng cũng được. Còn tất nhiên thì thầy vẫn hy vọng là con được nha khoa. Nhưng mà thầy không thể đảm bảo được cái việc là con sẽ đậu. Bởi vì cái việc quyết định là do doanh nghiệp. Thầy có thể đảm bảo cho em là em phỏng vấn doanh nghiệp khác thì được. Chứ còn bây giờ cái việc mà họ chọn em là do cái năng lực của em. Chứ bây giờ làm sao thầy can thiệp được. Còn trách nhiệm của thầy là phải đào tạo em để cho em phỏng vấn. Là cái đó là chắc chắn là thầy sẽ đào tạo. Em rớt là thầy phải trách nhiệm đào tạo tiếp. Là cái đó trách nhiệm của thầy. Không, không chứng minh tài chính. Bởi vì cái này là đi theo đơn của doanh nghiệp Đức, họ bảo lãnh thì không cần chứng minh tài chính. Chị chứng minh khi mà chị đi học các cái hệ khác, chẳng hạn như đi học đại học này, hoặc là cũng có một số các bạn đi theo kiểu A2 á, rồi qua Đức học tiếng A, tiếng Đức tiếp thì phải chứng minh tài chính. Nhưng mà bên em làm thì phải B1. Nếu mà bắt đầu học thì có thể là học vào bắt đầu từ tháng 8. Dạ. Chắc là học ở Hà Nội chị. Dạ. Okay. Thì lúc mà chị nhắn tin cho bên em thì chị phải ghi rõ là muốn học ở Hà Nội. Rồi có muốn ký túc xá không? Thầy ơi, nếu như mà em học ngoài thì cái tiền ký túc xá đấy là có phải đâu đúng không? Không, thực ra cái chi phí đó chỉ bao gồm học tiếng thôi, chứ đâu có ký túc xá gì đâu. À, thế là... Ký túc xá ăn uống là tự túc. Ăn uống của các con ấy, hàng tháng ấy. Là tự túc chứ chị. Vì là con có nhà ở đây thì con ở đây nhé. Con học ở đây cũng có nhà, con ở đây sinh hoạt, con học tầm tại nhà của mình ấy. À, là chị ở Hà Nội. Vâng. À. Thế thì đâu có phải, bởi vì cho dù ở ký túc xá hay là ở ngoài thì cái vấn đề ở là tự túc. Chẳng qua là ví dụ như bạn muốn ở ký túc xá thì bên em hỗ trợ thôi. Hỗ trợ là sắp xếp cái chỗ ở cho bạn thôi. Chứ còn cái chi phí là phải tự trả. Ý em là cái hàng tháng mà nộp 1,5 triệu gì đấy. Đó là trong Sài Gòn, đó là với điều kiện là các bạn học ở ký túc xá. Còn không thì đâu có phải đóng. Còn ăn uống thì tự túc chứ. Đứa ăn nhiều, đứa ăn 2 cữ ngày, đứa ăn 5 cữ, sao biết làm mà lo.